ra dưới một ngôi sao sâu. Kính thưa Đức cha Mikae, giám mục giáo phận Kon Tum, cộng đoàn Phaolô Konrin được thành lập năm 2006. Năm 2012 và 2013 gồm 4 người: Sơ Anet Lê Thị Hội phụ trách, Sơ Modest Lê Thị Vi y tá và 2 sơ khấn sinh. Trạm xá Phaolô Konrin được xây dựng đầu năm 2012 và đã đi vào hoạt động. Thương phận mình và bạn bè chung quanh, ôm liệt dương nằm có trong trang, tuổi thân khóc vì cuộc đời bất hạnh. Thứ nhất, công tác y tế. Sơ Modest làm việc ở trạm xá từ thứ hai đến chủ nhật. Vì nhu cầu và vì bệnh nhân địa phương nên không thể tính ngày, tính giờ, lúc nào cần là đến trạm xá. Trạm xá chúng con khám các bệnh miễn phí, bán thuốc cho bệnh nhân có tiền, miễn phí cho bệnh nhân khó khăn, ưu tiên cho người già, tập nguyện và trẻ em. Em sinh ra dưới một ngôi sao sâu, vừa lọt lòng em đã mất mẹ cha, không thân nhân, không tổ ấm mái nhà, đời cô nhi nhiều xót xa đắng cay. Thời tiết đôi mùa, những khi nắng mưa, sầu muối nóng đầu, em chẳng có ai ngồi bên em. Giáo xứ Konrin chúng con có 7 làng, trong đó có tới 138 bệnh nhân phong sống lẫn lộn trong các làng. Có một số bệnh nhân được chữa khỏi và còn lao động được. Một số bệnh nhân còn bị bệnh vì sống chung nên bị lây. Còn một số bị tàn phế nhưng cũng phải lao động, chứ các hội từ thiện giúp cũng không đủ. Các hội từ thiện và ân nhân trong và ngoài nước có giúp tiền hàng quý và thuốc hàng tháng. Có hội giúp vốn cho bệnh nhân phong trồng cây ngắn hạn như mì, bắp, vân vân. Các ân nhân từ thành phố Hồ Chí Minh cũng thường gửi áo quần, mùng mền, áo lạnh và thuốc men. Nhưng vì nhu cầu quá lớn nên cũng không đủ thiếu vào đâu. Những khoản lặt vặt khác chúng con phải tự lực lo liệu. Phải sống cách ly xa thành
đeo gùi mặt khô, sống trong trời là bằng cỏ. Trong các dịp lễ lớn như Giáng sinh, Phục sinh, chúng con cũng phục vụ khám và chữa bệnh cho anh chị em dân tộc, nhất là bệnh nhân phong ở vùng sâu vùng xa về nhà thờ chánh tòa dự lễ. Lòng tôi quặn đau, nhưng ngón tay co quắp bật máu tươi, muôn lẻ loài sinh đo khắp thân người, làm tôi ngứa gai mệt đưa như chết. Tôi cầu xin cho đời tôi trong hết, để khoai khổ khỏi lê lết vang xin, và không còn bị xua đuổi quái khinh, về thiên quốc được thái hình đổi dạng. Nhưng làm sao tôi nỡ được số phận, nên vẫn còn phải khổ sở lầm than, vẫn cần nhờ lòng bác lai vui ấm của ân nhân chưa một lần chuyện cho. Đêm nay nghe côn trùng nỉ non xin xiêm, tôi cô đơn và giá diết khổ đau. Cầu mong sao cho tôi thật máu chết, qua đời sau tôi không còn khổ đau. Đêm nay nghe côn trùng nỉ non rên xiết, tôi cô đơn và giá diết khổ đau. Cầu mong sao cho tôi thật máu chết, qua đời sau tôi không còn khổ đau. Cầu mong sao cho tôi thật máu chết, qua đời sau tôi không còn khổ đau. Một căn bệnh nan y,
bị thế gian ruồng bỏ và khinh khi, nên phải sống cách ly xa thành phố. Trên núi rừng tôi đeo gùi mặc khô, sống trong chòi lợp bằng cỏ tranh khô. Dương tối trải là một tấm vải thôi, cơm hàng ngày phải đồn ngô khoai mì. Khi ra núi thôi lòng tôi quặn đau, nhưng ngón tay co quắp bật máu tươi, muôn lơ loi xin đo khắp thân người, làm tôi ngứa gai mệt đưa như chết. Tôi cầu xin cho đời tôi trong hết, để khoai khô khoai lê lớp vàng xin, và không còn bị xua đuổi quái khinh. Về thiên quốc được thái hình đổi dạng, nhưng làm sao tôi đỡ được số phận, nên vẫn còn phải khổ sở lầm than. Vẫn cần nhớ lòng bác lai vui ấm của ân nhân chưa một lần chuyện cho. Đêm nay nghe côn trùng nỉ non riêng riêng, tôi cô đơn và giá diệt khổ đau. Cầu mong sao cho tôi thật máu chết, qua đời sau tôi không còn khổ đau. Thăm viếng bệnh nhân và các người già yếu neo đơn. Các chị em chúng con thay phiên vào các làng thăm hỏi sức khỏe, cho thuốc, quần áo và thực phẩm, và cho họ rước lễ khi đã hỏi ý kiến của cha sở. Kính thưa Đức Cha, con xin tóm tắt công tác của chúng con ở Con Rinh về y tế. Con xin gửi đến Đức Cha các hình ảnh của bệnh nhân mà chúng con đã có dịp săn sóc. Chúng con xin kính chào Đức Cha. Con Rinh ngày 6 tháng 5 năm 2013. Nữ tu Maria Modest Lê Thị Vi. Khổ đau.